Đúng hai ngày tới, bốn con giáp hốt vàng hốt bạc, đỗ đạt công danh, tiền bạc, ùn ùn kéo về chật két. Hoan hỉ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng với kênh Đạo Sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, ở trong cuộc sống này ai cũng mong muốn cuộc đời lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió, dù có gặp khó khăn thì cũng sẽ may mắn có quý nhân phù trợ, nhẹ nhàng mà vượt qua. Tuy nhiên, phúc khí và cái vận may không phải bẩm sinh đã có mà nó liên quan rất nhiều đến cái đặc điểm đến cái tính cách và đến cả hành vi cá nhân cũng như là cái phúc khí mà chúng ta đạt được. Người xưa có câu ba phần số mệnh thì bảy phần là nỗ lực. Bảy phần nỗ lực trong đó chính là cái thói quen, cái tính cách và cái nhân phẩm được hình thành và nuôi dưỡng trong cái quá trình sống. Đó cũng là những cái nhân tố quan trọng góp phần quyết định cái số mệnh cả cuộc đời của chúng ta đúng là xã hội ngày nay mỗi khi gặp thất bại hay cuộc sống không được như ý thì chúng ta đều cảm thấy là mọi thứ thật là bất công, lòng thắc mắc tại sao người khác có được cái sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc còn mình thì lại gặp phải những đắng cay vất vả và không được nhận được thứ gì. Đôi khi tự hỏi hạnh phúc của người khác là đến từ đâu và các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng đã thống kê và dự báo đúng hai ngày tới thứ bảy chủ nhật đó thì chính là cái lúc mà bốn con giáp này vươn mình mạnh mẽ đạt được lấy cái sự giàu sang hạnh phúc đáng có để lại nghèo khổ nợ nần ở phía sau lưng những con giáp này cũng sẽ đổi đời giàu to được quý nhân giúp đỡ tận tình từ đó thăng quan tiến chức không ngừng đã vậy còn bén duyên với cái thần tài có lộc trúng thưởng vận đỏ như son để biết được bốn con giáp đó cụ thể là những con giáp nào và cụ thể là những tuổi nào sẽ nhận được những cơ hội và phải làm sao để tận dụng hết được những cái may mắn ấy ngay sau đây tử thông cũng sẽ luận giải cùng quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi quý vị thân mến một lần nữa xin được chúc mừng con giáp may mắn đầu tiên nhận lọc thần tài trong cái ngày thứ bảy chủ nhật này ấy. đó chính là những người tuổi sửu những người tuổi sửu à thưa quý vị những người sinh sinh năm sửu là những người mà gắn liền với cái may mắn và hanh thông. Từ ngàn đời nay, nhờ vào sức mạnh khỏe khoắn, tuổi sửu đã trở thành cánh tay đắc lực của người nông dân trong công việc. À, nói chung ấy, con trâu là đầu cơ nghiệp đấy. À, họ có những cái sức khỏe dồi dào. Thêm vào đó, với cái sự cần cù, cái tinh thần chịu thương chịu khó cũng sẽ giúp cho những người tuổi sửu đạt được những cái thành công mà mình mong muốn. Từ lúc sinh ra cho đến cái thời niên thiếu thì những người tuổi sửu cũng trải qua cái cuộc sống bình yên vui vẻ. Tuy nhiên họ sẽ gì có thể phải vật lộn vất vả với những cái thất bại và đương đầu với nhiều cái phiền não uh, trong hôn nhân đấy. À, để tránh cái hậu quả về lâu dài, thì những người tuổi sửu cần phải thật bình tĩnh xử lý những cái rắc rối một cách là dứt khoát. Và đặc biệt may mắn sẽ tìm đến với những người tuổi sửu trong hai ngày tới thứ bảy chủ nhật từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch tới đây, những người tuổi sửu sẽ À, có nhiều cái sự đột phá rực rỡ trong vận trình công danh sự nghiệp và tài lộc cũng được phát triển vô cùng. Họ có thể tham gia vào một số cái dự án quan trọng và nhận được cơ hội hợp tác mang lại cho mình cái phần thưởng khổng lồ. Đồng thời, những người tuổi Sửu cũng gì, có nhiều cái cơ hội hơn hẳn nhờ cái bản lĩnh của mình. Cái điều này chính là cái động lực cho cái sự phát triển sự nghiệp của những người tuổi Sửu trong thời gian này nhờ có cái quý nhân tương trợ giúp đỡ thần tài thì luôn song hành bên cạnh vậy nên những người tuổi sửu có con đường tài vận là ổn áp à, không thua kém bất cứ con giáp nào khác tính cách phóng khoáng khiến cho những người tuổi sửu cũng gây được ấn tượng tốt à, với những người xung quanh nói được làm được chăm chỉ cày cuốc à, vậy nên cái lộc trời nó rơi xuống cũng là một cái điều dễ hiểu và trong thời gian này một số người sẽ có cơ hội trúng số đổi đời mua vé số thì cũng sẽ dễ trúng độc đắc lộc lá cũng sẽ được hưởng tối đa cái nguồn năng lượng tích cực từ cái quý nhân tương trợ giúp đỡ cũng như là thần tài ban cho nói chung ấy trong thời gian này thì các bạn sẽ đón nhận được nhiều tin vui liên tiếp trong cái vận trình công danh sự nghiệp và tiền bạc bên cạnh đó những người tuổi sửu là những người có biết lập kế hoạch hợp tác làm ăn nên là mọi sự cũng sẽ được diễn ra thuận lợi hanh thông hơn hẳn nhờ được cát tinh nó luôn hỗ trợ bên mình à, các bạn rất quan trọng cái tình nghĩa nhưng mà lý vẫn lý trí trong cái công việc nên là mọi sự nó vẫn sẽ được ổn thỏa à, thêm nữa lại được tài tinh đối chiếu mệnh nó đem lại cái nguồn thu nhập khấm khá cho những người tuổi xíu trong thời gian này ai nói gì thì kệ họ miệng lưỡi của thiên hạ thì trăm đường lắt léo các bạn không cần phải quá là mà lo lắng mà cũng không cản được họ đâu miễn là các bạn kiếm ra tiền thì mọi cái triết lý đều vô nghĩa và các bạn cũng biết cách xoay sở làm ăn Vậy nên cũng tăng thêm được cái may mắn tài lộc cho mình trong thời gian này Vì vậy để hóa giải những cái hung tinh và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình Thì những người tuổi sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, dậu, sửu để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 Để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Một lần nữa xin được chúc mừng tuổi Sửu tài vận hanh thông lộc tài thăng tiến trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch quý vị nhé. Cái vị trí may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị trong hai ngày tới thứ bảy chủ nhật đó chính là những gia chủ tuổi Mùi. À, xin được chúc mừng tuổi Mùi cũng là một trong những con giáp may mắn đứng vị trí số 2 khi mà những người tuổi mùi là những người có tính cách hoạt bát, vui vẻ, linh hoạt, thích giao lưu và là một trong những người thực tế nhất trong 12 con giáp. Họ trung thành với cái tình cảm của mình và rất đáng được yêu thương. Ở à, trong thời gian tới, đặc biệt là trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật tới đây, ấy, thì cái vận trình của những người tuổi mùi sẽ mở ra nhiều cái thuận lợi và loại bỏ những cái khó khăn, những cái vận hạn từ trước đó. Họ sẽ vượt qua một cách ngoạn mục và à, bước đến cái sự thành công rực rỡ hơn. Đặc biệt trong thời gian 2 ngày tới đây thì những người tuổi mùi cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn Chỉ cần có thể áp dụng tốt thì cái sự nghiệp của quý vị không chỉ ổn định Mà còn có những cái bước tiến thuận lợi hơn Thời gian này thì cái tâm huyết bỏ ra đều được đền đáp một cách xứng đáng à, Trong khi thu nhập của những người tuổi mùi thì ngày càng được gia tăng Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ngay từ những ngày cuối tuần này Khi mà các bạn luôn tập trung vào cái nhiệm vụ và công việc của mình những người tuổi mùi sẽ nhận biết được đâu là cái thời cơ và nắm bắt được ngay lập tức từ đó đạt được những cái bước khởi sắc nhất định trong công việc cũng như là trong cuộc sống các kế hoạch nó cũng diễn ra được một cách thuận lợi à, với cái tính cách điềm đạm thân thiện của mình ấy, thì các bạn cũng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp với bạn bè với đồng nghiệp thì đây cũng là một cái nền tảng quan trọng vững chắc cho mọi cái vườn quay bước vào cái sự thuận lợi hanh thông và đạt được những cái thành tích đáng kể những cái quyết định của những người tuổi mùi trong thời gian này cũng sẽ được mọi người ủng hộ từ đó chung tay cố gắng xây dựng cái mục tiêu chung mỗi một thành công của những người tuổi mùi thì cũng sẽ tạo dựng nên cái hình ảnh và củng cố lại cái địa vị bản thân giúp quý vị ngày một hoàn thiện hơn à, tuy vậy những người tuổi mùi cũng cần phải lưu ý đến cái tâm trạng giữ cái tâm trạng của mình thật tốt và đừng vì những cái thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo hay là coi thường ý kiến của những người xung quanh mình vì như vậy các bạn sẽ dễ vướng vào những cái tranh chấp những cái mâu thuẫn với đồng nghiệp và đặc biệt đúng hai ngày tới đây thì lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ tề tiệu bên cạnh thần tài thì chiếu mệnh nên là cái vận trình tài lộc của những người tuổi mùi cũng sẽ được thuận lợi hanh thông hơn bao giờ hết khi mà quý vị biết phát huy cái điểm mạnh và cái lợi thế của mình và các bạn cũng sẽ vượt lên trên đối thủ kiếm được tiền đề túi, tình đề tim, làm ăn thì được hanh thông thuận lợi, cũng sẽ đạt được những cái đích đến mà mình mong muốn. Tuy nhiên, trong công việc đôi lúc không tránh khỏi những cái va vấp, nhưng chỉ cần à, các bạn ngay lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi cái phương án thích hợp, mọi chuyện cũng sẽ diễn ra được suôn sẻ hanh thông thuận lợi hơn. À, nói chung ấy, à, nó sẽ quay đến à, đi đúng cái guồng quay của cuộc sống đúng như mà những gì mà những người tuổi mùi đã dự tính. Và các bạn có thể thu được một cái khoản lợi nhuận đáng mơ ước bên cạnh đó trong thời gian này thì cái cát khí nó cũng phủ trợ nó mang lại cái chuyện ký kết hợp đồng làm ăn được thuận lợi hanh thông hầu hết các kế hoạch đều nằm trong cái tầm kiểm soát của những người tuổi mùi không khó để các bạn thu về những lợi nhuận như mong muốn càng không phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc trong thời gian này à, công việc thì ngày càng thuận lợi hanh thông và bình ổn bản mệnh cũng sẽ phát huy được cái năng lực của bản thân mạnh mẽ và được cấp trên ưu ái nâng đỡ trao cho những cái trọng trách mới tuy có chút áp lực nhưng mà chính là cái bước đệm để quý vị tiến đến thành công rực rỡ hơn trong tương lai. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo vị trí may mắn số 3 trong hai ngày cuối tuần từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 lịch thì xin được chúc mừng những người tuổi dần nhé. Con giáp may mắn thứ ba là những người tuổi dần. Tài vận hanh thông lộc tài để thăng tiến. À, những người tuổi dần với cái tính cách là cởi mở vui vẻ phóng khoáng cương trực tự tin và dám nghĩ dám làm. Những người tuổi dần không thích che giấu cái cảm xúc giả tạo với mọi người. À, luôn giữ cái thái độ lạc quan tích cực trong cuộc sống. Những người này thích chia sẻ những cái điều mà mình ưa thích và những cái thứ mà mình thấy có ích cho mọi người. Họ rất vô tư và không có bất cứ cái tâm kế gì cả. Vì thế nên là rất phản cảm với những kẻ mưu mô và xảo quyệt. Những người à, tuổi dần thì rất thích kết giao với bạn bè. Dù với những người bạn mới quen thì họ cũng luôn thân thiện cởi mở, sẵn sàng chia sẻ những cái câu chuyện của bản thân. Đấy. Đây cũng chính là cái lý do mà họ được rất nhiều người yêu mến và có bạn bè khắp bốn phương. Những người khác giới cũng bị cuốn hút bởi cái tính lạc quan và mong kết bạn với với những người tuổi dần. À, không chút ngại ngần khi yêu, những người tuổi dần thì luôn thẳng thắn với cái tình cảm của mình, không giấu giếm, vô tư bày tỏ cái cảm xúc với đối phương. Tình cảm nồng nhiệt của họ có thể sẽ khiến cho những người khác phải e sợ. À, chẳng thế mà có một số người thì cũng không dám đến với những người tuổi dần. À, trong khi đó với cái quan điểm hôn nhân họ không đề cao cái vật chất à, với họ cái tình cảm hai người mới là cái điều quan trọng nhất à, những cái thứ dườm già rắc rối hình thức có thể gì bỏ qua trong công việc à, những người tuổi dần có năng lực cũng rất là khá khi mà thực hiện thì hiệu quả luôn làm cho người khác phải ngưỡng mộ thêm nữa họ có ý chí kiên định luôn bình tĩnh khi mà xem xét giải quyết các vấn đề dù thất bại nhiều lần nhưng vẫn lạc quan luôn tự tin rằng mình có thể làm được và luôn giữ cái thái độ cầu thị và cái tinh thần học hỏi thì nói chung ấy với cái tâm thế như vậy vào đúng hai ngày tới thứ bảy chủ nhật từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch tới đây thì những người tuổi dần cũng sẽ à, có một cái vận trình thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp cũng gặt hái được những cái thành công rực rỡ trong thời gian tới họ an phận thủ thường cả đời sống vật chất lẫn là gì À, tinh thần cũng đều được những cái thành công rực rỡ. Với những người tuổi dần, vượng tài vượng lộc là nhờ vào cái à, có cái tài tinh nó chiếu mệnh. Dù trong thời gian qua có nhiều cái biến cố nó xảy đến với những người tuổi dần, nhưng mà nhìn chung ấy thì các bạn vẫn giữ được cái sự ổn định. À, bên cạnh các bạn còn có sự nghiệp đồng hành. Cứ chăm chỉ làm việc, nỗ lực thì tiền bạc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Cái chuyện làm ăn kinh doanh thì ngày càng trở nên tốt lành hơn. Tiền bạc không những là đổ về túi, con rắn này còn có tầm nhìn xa trông rộng, nhẹ bén với thị trường, nên là nắm bắt cái thị hiếu của khách hàng rất là tốt. Từ đó các bạn cũng có thể nhanh chóng đưa ra những cái quyết định chính xác và vượt qua đối thủ cạnh tranh, giành lấy cái lợi thế cho mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và củng cố lại cái vị thế của mình, ấy, thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống giúp hóa giải những cái xung sát những cái thị phi những cái hạn tiểu nhân hãm hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo vị trí thứ tư con sắp may mắn thứ tư xin được chúc mừng những người tuổi tuất trong hai ngày cuối tuần đúng không ạ thứ bảy chủ nhật ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch đa phần những người tuổi tuất đều có cuộc sống ấm no sung túc hạnh phúc à, họ là những người trung thành dũng cảm và à, đây là những cái phẩm chất tiêu biểu khiến cho những người tuổi tuất à, khi mà đối diện với người khác họ có sự tự tin và à, họ sẽ làm cho mọi người cảm thấy là luôn yên lòng hơn À, những người tuổi tuất có tấm lòng lương thiện nên luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh mà không hề toan tính. Với cái ý, lý tưởng thì họ bao giờ cũng không chịu cúi đầu trước những cái kẻ tà gian ngoại đạo. Họ sẽ dám đứng lên để đấu tranh bảo vệ cho cái chính nghĩa và cho cái lẽ phải cũng như là cái sự công bằng. đó Thì trong hai ngày tới thứ bảy chủ nhật, từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch tới đây ấy, thì những người tuổi tuất chuẩn bị cái tinh thần đón nhận cái tài lộc cũng như là cái vận may đến với mình cuộc sống trong thời gian tới cũng sẽ rất đáng để mong chờ khi mà các bạn có nhiều cái cơ hội xuất hiện giúp cho những người tuổi tuất đổi đời. Lúc này thì những người tuổi tuất công thành danh toại sự nghiệp thì bình ổn và sẽ mang lại cái sự giàu có mỹ mãn cho những người tuổi tuất. Bên cạnh đó thì những người tuổi tuất luôn gì tìm thấy cái cảm giác thoải mái dễ chịu khi quý vị ở gia đình. À, khi mà các bạn và bạn đời gần như là thấu hiểu gần gũi mọi điều sẽ trở nên dễ dàng hơn và mọi người cũng có sự đồng thuận từ đó giải quyết hết những cái mâu thuẫn những cái rắc rối không cần thiết bên cạnh đó cái cát tinh nó chiếu mệnh nó xuất hiện trong thời gian này nó cho thấy những người tuổi tuất cũng khá là tốt bụng đấy và đôi khi ấy, họ cũng sẽ giúp đỡ mọi người khác trong lúc khó khăn hoạn nạn vì vậy trong thời gian này cũng sẽ đạt được những cái thành tích đáng kể vượng vận quý nhân tài lộc thì cứ ùn ùn kéo đến à, bên cạnh đó trong thời gian này thì quý vị cũng có được nhiều cái may mắn đến với mình khi mà con đường công danh sự nghiệp cũng như là tài lộc luôn có cái sự phát triển. Nói chung ấy, các bạn cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để gia tăng thêm cái vận may. Bên cạnh đó, những người nào mà sắp xuất ngoại hay là nhảy việc hay là thi cử ấy thì cũng sẽ được quý nhân phù trợ mang lại cái vận may khiến cho những người tuổi Tuất ấy có được một một cái vận trình tài lộc khởi sắc hơn so với những con giáp khác. Khi mà được nhiều cái cắt tinh nó sai chiếu, à, các bạn à, là những con giáp sống biết điều nên là chơi bời cũng sòng phẳng không thích lửa lọc hoặc là gì tiền bạc bao giờ cũng sòng phẳng không thích lửa ai bao giờ những người làm ngoại giao kinh doanh thì sẽ có thêm cái nguồn khách hàng mới tiềm năng đem lại cái lợi nhuận cao nhưng mà con đường tình cảm của quý vị trong thời gian này cũng cần phải hơi lưu ý một chút do là gặp cái cục diện ngũ hành nó xung khắc đâm ra là đôi khi ấy cũng sẽ xảy ra chuyện khắc khẩu và nó sẽ kéo theo là cái chuyện tình cảm cũng như là cái tâm trạng của quý vị dễ bị bất an vì vậy, để bảo vệ những cái thành quả mình đang có và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật quý vị nhé. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi ngọ. Đó. Thưa quý vị, nói chung ấy trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch tới đây ý, thì những người tuổi ngọ sẽ trải qua một cái ngày cực kỳ đặc biệt may mắn và thành công từ công việc đến tiền bạc, tình duyên và cái sức khỏe đều được viên mãn. Về mặt công việc thì những người tuổi ngọ sẽ được trời xanh ban cho cái phước lành, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, được thần tài chỉ điểm với cái cơ hội và cái thành tiệu đáng kinh ngạc những cái nỗ lực những cái công sức của quý vị đạt ra ấy, thì cũng sẽ đạt được những cái thành quả được như ý à, cũng như là cái à, trong công việc các bạn sẽ được đền đáp bằng những cái thành công đấy cái sự công nhận của cấp trên và cái cơ hội được thăng quan tiến chức những người tuổi ngọ cũng sẽ nhận ra rằng cái công việc không chỉ là cái phương diện để kiếm sống mà còn là một trong những cái nơi để thể hiện và phát triển bản thân cái sự tận hưởng và cái sự hài hòa hài lòng từ công việc cũng sẽ là cái nguồn động lực để cho những người tuổi ngọ tiếp tục đạt được những cái thành công lớn lao hơn nữa. Thì ngoài ra những người tuổi ngọ cũng sẽ có được cái vận may về tiền bạc. Những cái khoản tiền đầu tư trong những dự án tài chính mà những người tuổi ngọ đã tham gia cũng như là đặt niềm tin ấy sẽ mang lại cái lợi nhuận đáng kể trong cái thời gian này. Định mệnh sẽ đưa những người tuổi ngọ đến những cái cơ hội để quý vị phát triển và kiếm tiền về để túi. Nhưng đồng thời trong thời gian này cũng đề cao cái sự cẩn trọng và cái sự khéo léo trong cái việc quản lý tài chính. Những người tuổi ngọ sẽ biết tận dụng những cái cơ hội xuất hiện trước mắt và xử lý thông minh để tạo ra những cái sự ổn định và thịnh vượng hơn trong tương lai. Về mặt tình duyên, thì những người tuổi ngọ sẽ trải qua những cái ngày thăng hoa và hạnh phúc bên những người mình thương yêu. À, những cái mối quan hệ tình cảm cũng sẽ bắt đầu được thắt chặt phát triển một cách là sâu sắc hơn đối tác tình yêu cũng sẽ đến bên những người tuổi ngọ với cái sự quan tâm và yêu thương vô tận những người tuổi ngọ sẽ gì tràn đầy cái niềm tin và cái sự tự tin bên trong tình yêu tạo nên một cái môi trường tình cảm ấm áp và hạnh phúc à, những ngày này sẽ là cái dịp để cho những người tuổi ngọ thể hiện cái tình yêu và chia sẻ cùng những người bạn đời của mình mang đến cái niềm vui trọn vẹn trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật này bên cạnh đó trong thời gian này thì sức khỏe của những người tuổi ngọ cũng sẽ được ổn định hơn với cái sức mạnh mạnh mẽ và cái năng lượng dồi dào những gia chủ tuổi ngọ sẽ nhận thấy mình tràn đầy cái sức sống và sẵn sàng vượt qua mọi thử thách mọi khó khăn cái điều này đặc biệt quan trọng trong cái việc duy trì cái sự cân bằng và thành công trong cuộc sống những người tuổi ngọ nên tận hưởng cái thời gian này để mà thể hiện thực hiện hóa những cái hoạt động cốt lõi tốt cho sức khỏe như là thủy tập thể thao yoga hoặc là gì À, tham gia vào những câu độc bộ về đi bộ chẳng hạn vân vân đó. À thưa quý vị, nói chung ấy trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật tới đây ý, thì những người tuổi ngọ hãy luôn hành động và à, với cái tư tưởng tích cực hãy tiếp tục phát triển và trưởng thành đồng thời giữ vững cái lòng biết ơn và cái lòng nhân ái. Những người tuổi ngọ sẽ trở thành những cái nguồn cảm hứng mang lại cái niềm vui, cái sự hạnh phúc và cái động lực để cho mọi người tiến lên phía trước. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ quý vị nhé đó là con giáp may mắn thứ năm à, thưa quý vị như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về năm con giáp may mắn nhất trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Và trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật chúng ta sẽ có năm tuổi được thần tài chiếu mệnh, được thần may mắn gọi tên, đó là những tuổi sau. Một là tuổi Sửu, hai tuổi Mùi, ba tuổi Dần, bốn tuổi Tuất và năm là những người tuổi Ngọ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn